Kính thưa quý vị, Thủ tướng Do Thái thăm Hoa Thịnh Đốn, tin từ Hoa Thịnh Đốn. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nhấn mạnh mối liên hệ đối tác lâu bền của đất nước ông với Hoa Kỳ trong cuộc hội đàm với các thành viên Thượng viện và Hạ viện ở Hoa Thịnh Đốn hôm ngày thứ Hai. Trong bài phát biểu, ông nói về chương trình hạt nhân của Iran và các cuộc hòa đàm Trung Đông, các chủ đề trong cuộc hội đàm trước đó với Tổng thống Obama. Thủ tướng Netanyahu cho biết Iran đang tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân quân sự của họ. Đây là chương trình phải dừng lại ngay và ông tin là có thể ngăn chặn được. Chương trình này phải ngừng lại vì hòa bình, vì an ninh của tất cả mọi người, trong đó có những người ở Hoa Kỳ. Ông Netanyahu hôm thứ Hai nói thẳng với ông Obama rằng người dân Israel hy vọng lãnh đạo của họ sẽ không thỏa hiệp về an ninh của họ, ngay cả khi Tổng thống Hoa Kỳ trấn an ông về ngoại giao đối với Iran và thúc giục ông thực hiện các cuộc hòa đàm Trung Đông. Tại Tòa Bạch Ốc, cuộc hội đàm tập trung vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Hai lãnh đạo tìm cách tránh xung đột trực tiếp khi phát biểu trước truyền thông, nhưng chưa thể xóa bỏ bất đồng trong chính sách ngoại giao, khiến căng thẳng tăng cao giữa Do Thái và Hoa Kỳ.